Sapa. Có lẽ cái tên Sapa không còn xa lạ gì với chúng ta đúng không nào? Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc của mình, mà Sapa còn là địa điểm săn mây được giới trẻ săn đón. Sapa đẹp không phải vì vẻ đẹp phồn hoa, sầm uất, mà bởi sự tĩnh lặng, bởi khung trời mờ ảo, ở sự bình yên dung dị. Cả một thị trấn như chìm trong một biển mây trắng bồng bềnh, bao phủ kín khắp các thung lũng, làng bản. Săn mây Sapa là một trải nghiệm thú vị được rất nhiều tín đồ phượt thủ yêu thích, giúp các bạn có dịp tận mắt chứng kiến mây trời Sapa lúc đẹp nhất. Sapa trực thuộc tỉnh Lào Cai, là thị xã vùng cao thuộc huyện cùng tên nằm ở miền Tây Bắc. Với phần lớn cư dân là người Kinh và người dân tộc thiểu số, Sapa từng được người Pháp đánh giá là trung tâm du lịch tiềm năng từ tận những năm 40 của thế kỷ trước. Đến Sapa săn mây thì hẳn không thể bỏ qua đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143m. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp trước những dòng mây dày đặc, lững lờ trôi ngay dưới chân, một cảm giác tuyệt vời như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Với độ cao hơn 1.800m, đỉnh Hàm Rồng cũng là một địa điểm săn mây lý tưởng ở Sapa. Du khách có thể thưởng lãm vẻ đẹp toàn cảnh thị trấn Sapa và săn mây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, từ bình minh đến hoàng hôn. Buổi tối, nơi đây phù hợp với du khách thích nghệ thuật ánh sáng trong khoảnh khắc phố lên đèn, cả thị trấn chìm trong mây. Còn ban ngày, nếu đến đây vào lúc nắng đẹp, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh mây luồn ánh sáng huyền ảo. Chắc chắn rằng, còn rất nhiều địa điểm săn mây đẹp ở Sapa, bởi vốn dĩ Sapa đã là một bức tranh cảnh sắc tuyệt mỹ của thiên nhiên. Cái riêng của Sapa nằm ở sự tĩnh lặng, êm ả của nó. Những áng mây bao quanh, nhẹ trôi như chiếc lông ngỗng, quét nhẹ tâm hồn du khách, khiến bao tín đồ du lịch phải rung động trước vẻ đẹp nơi đây. Thật không ngoa khi nói Sapa nằm trong top những thiên đường săn mây được yêu thích. Nếu là tín đồ của du lịch, bạn hãy thử đến nơi đây để trải nghiệm vẻ đẹp vô thực này nhé!